Trương Đình là chân dài đình đám một thời của showbiz Đài Loan và vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất linh hoạt, nhưng nữ diễn viên đã tự hủy hoại hình ảnh của mình khi mang tiếng hồ ly tinh cướp chồng. Đến tận ngày nay, cô vẫn được bình chọn là một trong những trai xanh giật chồng bị ghét nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Trương Đình sinh năm 1970 trong một gia đình nghèo, đông con ở Đài Loan. Cả nhà 7 người phải chen chúc trong căn nhà nhỏ, chỉ khoảng 10m². Bản thân nữ diễn viên cũng chia sẻ, khi còn nhỏ, gia đình tôi rất khó khăn, cha mẹ bày quán ở ven đường, mỗi ngày đều phải sao hàng đến đêm khuya. Khi đó, mấy chị em tôi ngủ quên trên đất, nhiều người tưởng nhầm là ăn xin còn ném tiền cho. Năm 7 tuổi, Trương Đình đã bắt đầu làm thêm một số việc vặt đỡ đần cha mẹ trang trải cuộc sống. Ngay từ nhỏ, cô gái này đã ôm giấc mộng phải kiếm thật nhiều tiền, cho cả gia đình sống trong một căn nhà lớn, ai cũng có phòng riêng. Sau khi trưởng thành, Trương Đình từng làm giáo viên ở nhà trẻ một thời gian. Do tình cờ, cô được một công ty dầu gội phát hiện và mời quay video quảng cáo. Đây chính là bước đệm để nữ diễn viên tiến quân vào showbiz. Năm 19 tuổi, Trương Đình bắt đầu tham gia bộ phim đầu tay nhưng không gây được tiếng vang lớn. Đến khi góp mặt trong bộ phim Diễn đạo Càng Long, mỹ nhân này bất ngờ vụt sáng thành sao dù chỉ diễn vai phụ. Với đôi mắt to tròn trong veo và lúng đồng tiền duyên dáng, Trương Đình nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và được mệnh danh là mỹ nữ má lúng đồng tiền Đài Loan. Đang trên đà phát triển, Trương Đình tiếp tục gây ấn tượng với những bộ phim như Trộm Long Tráo Phụng, Hỏa Soái, Hoa Cô Tử, Bản Lĩnh Kỳ Hiệu Lam Ba. Thế nhưng đang là mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất nhì showbiz, Trương Đình đã tự đánh mất sự nghiệp ở Đài Loan với bê bối đời tư. Nhắc đến Trương Đình, không ít người nghĩ ngay đến mối tình gây tranh cãi giữa cô với đệ nhất mỹ nam xứ Đài Lâm Thụy Dương. Anh từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Quỳnh Dao như Bên Nhau Nơi Chân Trời, Một Thoáng Mộng Mơ, Hải Âu Phi Sứ, bên cạnh dàn mỹ nhân Tiêu Tường, Trần Đức Dung. Thời đó, Lâm Thụy Dương sở hữu gương mặt thư sinh, điển trai cùng nụ cười hiền lành đã làm xao xuyến trái tim của nhiều khán giả nữ. Trương Đình gặp Lâm Thụy Dương khi đến đoàn phim thăm bạn. Cô đã chủ động đi tới chào hỏi và đốn tim nam tài tử họ Lâm từ cái nhìn đầu tiên. Sau tiếng sát ái tình, Lâm Thụy Dương liên tiếp mượn cơ hội hướng dẫn diễn xuất để tiếp xúc với cô gái kém mình 10 tuổi này. Dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau và chính thức thổ lộ tình cảm. Lúc đó, Lâm Thụy Dương là người đàn ông đã có gia đình. Bà xã của anh là mỹ nhân đình đám một thời Tăng Triết Trinh, người sẵn sàng rời bỏ showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chấp nhận làm người phụ nữ sau lưng Lâm Thụy Dương. Trương Đình và Lâm Thụy Dương lén lút hẹn hò sau một thời gian, thì truyền thông xứ Đài tóm sống được cảnh cô cùng nam tài tử tay trong tay đi dạo ở Bắc Kinh. Với bằng chứng rõ rành rành như vậy, cặp đôi giang phu giang phụ chẳng thể chối cãi được nữa. Trương Đình bị ném đá tới tấp vì mang danh tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác. Sự nghiệp của cô và nhân tình đều xuống dốc không phanh. Không ít người tỏ vẻ bất bình trước sự bồi bạc của đệ nhất mỹ nam xứ Đài. Thậm chí người đại diện của Lâm Thụy Dương cũng lên tiếng mỉa mai, yêu tinh nhện quyến rũ đường tam tạng. Trước áp lực dư luận, Trương Đình mở cuộc họp báo vừa khóc vừa thổ lộ. Tôi chẳng qua chỉ yêu một cách đơn thuần mà thôi, vì sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy? Cả đời này tôi sẽ không cưới Lâm Thụy Dương làm chồng. Tôi rất rõ ràng, tôi tuyệt đối không phải tiểu tam. Ngoài những câu nói sặc mùi trà xanh này, Trương Đình còn bị chê trách là giả tạo khi vừa ngất liệm đi, được nhân viên công tác đỡ ra khỏi cuộc họp báo. Dân tình càng cảm thấy bất bình khi tiểu tam đóng vai nạn nhân, tỏ ra mình tội nghiệp hơn cả Tăng Triết Trinh khi bị chồng phản bội đau đớn. Éo le là Lâm Thụy Dương lại vô cùng xúc động trước vẻ mảnh mai yếu đuối đậm chất trà xanh này của Trương Đình. Chỉ trong vòng chưa tới 7 ngày, anh nhanh chóng đâm đơn ly hôn để vợ và con gái dọn ra khỏi nhà riêng, còn bản thân thì tìm đến tình yêu đích thực. Về phần Trương Đình, dù khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng không kết hôn với Lâm Thụy Dương, nhưng giới truyền thông vẫn thường xuyên bắt gặp cặp đôi này thân mật bên nhau, chẳng qua chỉ không có một thân phận chính thức mà thôi. Sau scandal tình ái này, sự nghiệp cả Lâm Thụy Dương và Trương Đình đều chấm hết ở xứ Đài. Tài tử họ Lâm quyết định chuyển hướng sang nghiệp kinh doanh, còn Trương Đình thì sang thị trường đại lục phát triển. Điều bất ngờ là ở đây Trương Đình lại rất được lòng khán giả. Hơn nữa, việc Lâm Thụy Dương kiên trì cầu hôn người đẹp suốt 18 năm với 10 lần quỳ gối cũng khiến đông đảo người hâm mộ cảm động. Và thế là gió đổi chiều, cặp đôi sai trái đã tẩy trắng vô cùng thành công. Cuối cùng Trương Đình nhận lời cầu hôn của Lâm Thụy Dương, phản bội lại lời thề năm xưa. Năm 2014, Trương Đình gây sốt khi đóng bộ phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Sau đó, nữ diễn viên quyết định rời khỏi làng giải trí, giúp đỡ chồng trong công việc kinh doanh. Hiện nay, cô được coi là một trong những nữ cường nhân của showbiz Hoa ngữ với khối gia tài bạc tỷ đáng ngưỡng mộ. Cứ ngỡ vụ bê bối tiểu tam sẽ dừng lại tại đây, thì năm 2020, Trương Đình lại là nhân vật bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khi một người hâm mộ quá khích của cô lên tiếng chỉ trích, mắng mỏ vợ cũ của Lâm Thụy Dương là Tăng Triết Trinh. Họ mắng chửi Tăng Triết Trinh không biết giữ chồng mà còn đổ tội cho Trương Đình lôi kéo dụ dỗ. Cô trải lòng, hôn nhân chấm dứt không có nghĩa là kết thúc cuộc đời. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời tĩnh lặng nhưng không thể nào thoát khỏi cái danh vợ cũ. Không chịu nổi những lời khó nghe từ người hâm mộ Trương Đình, Tăng Triết Trinh không thể giữ im lặng, lần đầu chửi thẳng vào mặt tình địch năm nào.
Cô ta chính là kẻ thứ ba hoan nghênh cô Trương và anh Lâm tới mà kiện tôi nhé. Điều này khiến quá khứ là tiểu tam của Trương Đình lại một lần nữa bị đào mộ trở lại. Netizen càng chửi mắng thậm tệ hơn khi nhớ đến phát ngôn của Lâm Thụy Dương năm nào. Thật ra vào năm 1995, tôi và vợ cũ đã quyết định chia tay nhau. Đến năm 1998, tôi mới gặp Trương Đình. Đây cũng là lúc tôi công bố việc ly hôn với báo chí nên đã khiến mọi người hiểu lầm. Chuyện Trương Đình là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân trước của tôi là sai sự thật. Khi tôi đến với cô ấy, cả hai hoàn toàn không có ràng buộc nào. Được ông xã nâng niu như công chúa, Trương Đình quyết liều mạng để sinh con cho anh. Tại thời điểm kết hôn, Trương Đình 37 tuổi, còn ông xã đã 47 tuổi. Nữ diễn viên cho biết mình đã chuẩn bị mang thai suốt 3 năm, làm thụ tinh ống nghiệm 9 lần nhưng đều thất bại, tiêm tới hơn 1.000 mũi để có thể được làm mẹ. Trải qua bao vất vả, cuối cùng Trương Đình cũng thành công sinh được hai đứa con, một trai một gái. Giờ đây Trương Đình và ông xã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh, có cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, liệu người đẹp này có hạnh phúc hay không thì thật khó có thể phân tích. Lâm Thụy Dương vô số lần bị bắt gặp có hành động thân mật quá mức bên gái lạ, khiến netizen vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng Trương Đình lại 5 lần 7 lượt bênh vực cho chồng, coi hành động ôm ấp, nắm tay, thậm chí là hôn má người khác giới chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Vì những động thái đáng ngờ này nên Lâm Thụy Dương bị lên án không thương yêu vợ con, có quá nhiều hình ảnh nóng mắt bên gái lạ. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng liên tục bị đồn thổi gặp trục trặc, hạnh phúc giả trân.